tầm đạo một mai cứu đời. Lăng thiên một cõi xa chơi, nón cao đánh thượng thanh thơi vô cùng. Dạo chơi tầm bất tri âm, nay vì thương chúng trần gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiếng tạm thật về ngồi coi xa. Phong trần như tâm đã rời ra, ngọc thanh là hiểu ai mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kinh kề cưới canh mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mặn vuông tròn chẳng xong. Chừng nào xấu nọ quá lâu, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Dạo chơi
trì sáng khơi. Nó chiều rồi lại đôi mới, dương trần sắp dương bình trời từ đây. Khuyên trần sớm liễu bắp ngoài, cháo rau đỡ già tháng ngày cho qua. Nhắn cùng bốn đạo gần xa, tu hành trì chỉ mới là liễu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiên thánh lầu đài quốc dương. Niệm Phật nào đợi mùi hương, miệng tâm thành kinh tòa chương cùng gần. Lào sao bể bắt non tầng, quân phiền tham báo xa gần cũng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là hay phơi. Khổ lao đàn sắp đến nơi, thế gian bớt miệng kêu mời cõi âm. Dầu cho có xa xăm cũng là ráng tối thân dương trần. Ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp đua nhau mà chạy lâu đài
cũng xa. Lập rồi cái hồi long quang, đặng coi hiền đức nghi được làm bao nhiêu. Gian tài hồn xác cũng mơ tiêu, thảm thương ba tánh chín chiều ruột đau. Mặc ai tranh luận thấp cao, thương trong lễ thứ xáo xào từ đây. Chinh chinh bóng xế về tay, đối nhìn trần thế xác thay ê hề. Thương trần tai cũng mơ ráng thề, đặng cho ba tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được nghe đức ân, thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào sao lọc lại dứt tề cùng chê. Bơ dần chớ có sai mê, trùng lương chánh trực giữa kề đài mây. Mạng lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tài hiền lương. Thân này ăn tuyết cười năm xương, chẳng than chẳng thở gì thương thế trần. Theo thầy giảng dạy nhiều
nhiều lần dương gian nào biết thế trần nào hay cầu cho dân khỏi nạn tai qua nơi khổ não mặc ai chê cười bạc đầu giam xanh vàng mười u mê mà lại chê cười thần tiên giá tự sáng lạnh lắm tuyền về đây hội hiệp xa duyên tớ thầy ở rừng bán giới cao cày bây giờ trong thế giới còn đôi ba phần mau mau kiếm kiếm chứ cần chúng sanh còn có lập thân hồi này tuần chữ rằng nghi quả phước nghi vô môn đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan khuyên người hối phước giàu sang mau mau làm phước làm do chói rồi để sao khó đứng khôn ngồi thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi ai mà ăn ở ngược xuôi bị nơi rắc rít chẳng vui đâu là rắn to tên gọi mãn xa trên rừng nó xuống nó tha dương trần ai mà tu tình chuyên cần làm đường ngay thẳng có thần đồ cho hương đời hết dài cần lo chẳng lo niệm như Phật nhỏ to làm gì tu là tâm trí
nhu mì, tu hiền tu thảo vậy thì cho sống. Chừng nào bốn đạo hiểu thông, hiện cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chữ dinh chữ nhục mấy hồi, đến khi thất vận làm mồi yêu tinh. Tu rèn tâm trí cho mình, tánh kia thành kiên phỉ tình chùi lao. Hiểu rồi những chuyện lao đao ở cùng Five.
từ đây biến đổi dị kỳ, dương thế chuyện gì cũng có chuyện lại. Rèn tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cũng là người ở trong trời, cớ sao ăn ở nhiều lời ngôn ngang, hung ăn ý của giàu sang, chẳng kiêng trời Phật mê mang ý tìm. Dạy rồi cái đạo tu hiền, làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng. Cũng đừng ghẹo gái ơi có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chồng ghẹo gái xinh, nửa sao mắt phải yêu tinh hư mình. Sự cho dèm chữ nghĩa tình, dân lời cha mẹ mà nhìn gia can. Nghiêm đường loạn lung can kỷ hổ mang tiếng đời. Anh em đừng có đổi dời, phố phàng giữa mối xe lơi nghĩa tình. Tuy là tình duyên chẳng kiếp thì chạy chớ đừng cái lình gió mây ngoại tình. Đi thưa về cũng phải trình công dung, ngôn hạnh thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tạo.
tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hơn mới là chữ dung là phần đàn bà dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng giàu cho mắt chữ nghèo nàng cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặt dầu cùng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng phàn ngang thì cha với mẹ mới an tâm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chồng sớm đừng cho mất lòng. Bốn đều nếu đã làm xong, cùng dình chớ phục tòng sống. Dài rồi những chuyện đức ân phần làm cha mẹ sư phân lẽ nào. Lối làm cha có hùng hào, đừng chửi đừng rủa đừng cào đừng lời hiền đức tốt tươi đắng mà giáo quá vàng mười chẳng thương. Cũng đừng gây gỗ giận hờn cho con bắt trước xả vô xưa nay sao chữ lành tánh chẳng ai chịu khó niệm sạch thử coi. Trì tâm thì quá ít nói, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để ơi nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc ta rồi tu sao kịp chịu mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng
mặt ai dèm xiêm sớm trưa chẳng màng. Gặp trong thế sự trần hoàng, người hung người ác tà gian cùng nhiều. Thương đời ta mới ơi đánh liều, mong người tu tịnh ít nhiều cùng hay. Thương đời ta lúc sau
học nhỏ mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có ai hơn, nhờ làm thuốc bắp đỡ cơn túng nghèo. Hiền nhân chẳng chịu làm theo, đợi ai có bệnh trong anh chị. Đừng phiền đồng bạc đồng tiền là thứ phi ân, muốn sao giữa được các lần hãy nên trao sữa hiền nhân mới là. Những người quê dốt thật thà cũng nên tu niệm nhờ màng thân sao. Lập đời mới biết nghe thấp cao, bây giờ chưa biết nghe ai thao ai chi. Đời xưa có ngủ viên kỳ, đem tài học thuốc hiến thì cho dân. Người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước nghe chúng dân được nhờ. Để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mà thế nào. Luận xem thế sợ thấp bơ cao, khuyên dân hạ
mình làm chứng gặp ai mắt nàng cười.
khuyên răng trần thế một khi. Tuôn đời sắp hại bằng ni rõ ràng, dương gian làm quyến ơi nói càng, cùng sớm cuối làng đâu cũng như đâu. Hỏi gieo dục trong nhiều câu, sai đồng khiến quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên hết thảy ơi các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Đừng hò đừng reo làm chi, nghìn ngàn kiều mua có khi hại mình. Nghe không thì cũng mới mặt tình, nói cho rõ rệt dân tính không làm. Quan Âm Nam Hải Phổ Đàn, cũng thầy ra lệnh nâng tay giáo truyền. Thánh thần không phải thiếu tiền, mà kêu mà reo xuống trần mà sai. Nam mô Quan Âm Như Lai, cầu xin như chư Phật cứu nay dưỡng trần. Khuyên đừng chửi ơi thánh đi mắng thần, xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiên. Lương thần đời ở đâu
cũng Phật cùng trời tâm thành chí nguyện xem đời khó chi. Văn thù Bồ Tát nghi từ bi chèo thuyền bát nhã cứu thì trần gian. Gió đưa lướt sóng bươm loan rước người tu niệm xây sang phỉ tình. Ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Bàn môn tài phép nào tường kêu trời dầm đất cùng thề giả rân. Nói cho trần thế liệu toan chớ theo ta đạo mà tan xác hồn. Bùa mê thuốc lô mê hồn chúng sanh thành bệnh sai đầu cũng rằng nếu tin thời mắt ta tan về tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó làm mồi cho bài ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lòng lừa chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sao này. Hiền lành chừng đói sống dày quân thành cổng lạc nghe mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười nhìn xem ngọc
đế giữa trời định phật. Thiên hoàng mở cửa các lần, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cùng đồng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xế sáng, tam hoàng trở lại là đời thương quân. Khuyên dân lòng dơ có sờn, Phật mới ngoan bơ trần. Điểm đàn đi thoáng chớ gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao. Tuy nghèo dùng đá cháo rau, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đừng quen thói cũ làm càng, trộm gà cắp dịch sớm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng làm thơ, mà đời trần hạ làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế phỉ tình, đàn tiên cõi tục phân minh hai đường. Bây giờ hát bộ là thường, để sao Phật hát tỏ tường cho xem. Cái lương
làm tuồng mèo ma thêm nhân cho đời. Hạ quan lòng cha đuổi chơi, bây giờ cô nào đến đời là đây. Sáng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến gì thầy khó sang. Tây phương thầy lại quá xa, nên ta mới nói cảm lời dân nghe. Đừng tráng trình truyền sống mấy lời. Ngày nay dân chúng dậy thời gian trí, hiền nhân bổn phận tu mi, hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tử vi, quang minh sáng suốt vậy thì dân ôi. Thương dân khó đứng khôn ngồi, xót xa dài ngọc bồi hồi tâm trung. Gió giông thì cõi cây rung, phương xa có giặc thung dung đằng nào. Trời Tây chúng nó hùng hào, đêm lòng gây gỗ máu đào mới tu. Cầu trời cho chúng qua chuông, thế gian yên lặng hát tuồng khải ca. Mong dân hỏi
dường nuôi bao hiếu lúc thân yếu già, dường linh nữ đơn hoài mới là có chi cũng nấy vậy mà giáng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn, học theo mối đạo làm con lùng xem học mới mấy đoan đời này. Văn minh sửa mặt sửa mày áo quần láng bước ngày dài ăn chơi, dọn xem hình dốc lạ lời ra đường ăn nói những lời nguyệt hoa, trong tâm nhớ những điều tà lời ăn tiếng nói thiệt là quá lắm. Xưng là đầu trẻ tuổi xanh chẳng trao hiền đức học hành làm chi, khôn ngoan thời những chuyện gì cũng là lừa dối, vậy thì dân quên. Người xưa nó lại khinh chê ông cha hữu bài u mê hơn mình, tớ đang làm những chuyện trái đời vô lý, cớ sao chi cô trong kim phụ cha phán chúa lỗi niềm thôi ngớ con thấy đời trần ông cha
gặp mai đôi rách cười chê. Miệng kia hễ mở chửi thề gian rân, chẳng lo rèn trí lập thân, để làm sao trái khổ thân sau này. Giáo viên các sở ơi, các thầy khuyên mau tỉnh ngộ tập dài lòng nhớ, giúp đời đừng đợi trả ơn, miệng tròn bốn phần hai hơn bạc vàng. Đánh liều ta cùng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo. Vinh hoa như thế bọt bèo, hiền lương bất luận khó nghèo cũng xin. Nhắc năm gia tình triệu minh, nàng kiều vì hiếu bán mình chuộc cha. Tuy là lưu y lạc bôn ban, đến khi mãn hạn bạc xưa cùng nhìn. Phi bôn Nam Kỳ
hiền thân sách sử nêu ghi, miểu son tạc để tu mi trung thần. Thôi thôi cảnh khổ hầu gần, ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem, ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bằng ráng đêm vào lòng. Người tu như thế Bá Tòng, ai ai cũng quý cùng trông cùng nhìn. Xưa trong là phần của mình, xưa nay lời lẽ sứ kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hôm hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cũng khóc mắng, đất cô này mục rõ lòng hiếu nhiên. Mặc Bá gia cùng các chư tăng, việc tu không đợi hướng đăng làm gì. Đời cùng tôi gấp kịp thì, đặng xem như báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bốn đạo như con, muốn cho bốn đạo lòng son ghi lời. Nửa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây cùng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan.